Wow, con chim này tên gì vậy ta? Tên là ống bồng. Tập hình đi. Đừng có bóp em nha con, đừng bóp em, ẵm em nhẹ nhẹ thôi, ẵm em nhẹ nhẹ thôi. Bóp con bóp em chết á. Bỏ em vô nhà đi. Tập hình đi. Con bỏ em vô nhà đi. Em bay đó, coi chừng em bay đó. Bỏ em vô thùng đi con. Rồi bé nhắm, bé nhắm mà bỏ em vô thùng đi. Nhờ bỏ thùng đi. Ở bắt kịp à. Bỏ nhẹ nhẹ, đúng là giỏi quá. Ha ha ha.